Chào mừng tất cả các bạn đã đến với series hướng dẫn sách sức thống kê của mình. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về quán dị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một khái niệm khác quan trọng, đó là tổ hợp. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tổ hợp là gì, công thức tính tổ hợp và cách ứng dụng tổ hợp vào tính một số bài toán ngoài thực tế của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa tổ hợp. Tổ hợp theo định nghĩa là cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử mà không quan tâm đến thứ tự sắp xếp. Đây là một điểm đặc biệt khác biệt giữa tổ hợp và quán dị. Đối với quán dị thì chúng ta sẽ quan tâm đến thứ tự sắp xếp, tức là A đứng trước B hoặc là B đứng trước A là hai trường hợp khác nhau. Tuy nhiên đối với tổ hợp A đứng trước B hay là B đứng trước A thì nó chỉ là một trường hợp. Điều này có nghĩa là các lựa chọn giống nhau nhưng sắp xếp khác nhau được xem là cùng một tổ hợp. Chúng ta có công thức rằng là tổ hợp của k phần tử trong n phần tử, chúng ta có CNK, và công thức nó có là n giải thừa chia cho k giải thừa nhân cho n trừ k giải thừa. Đây là công thức mà chúng ta sẽ ứng dụng vào tổ hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vài cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là ứng dụng tổ hợp như thế nào. Ví dụ đầu tiên, giả sử công ty của bạn đang có một dự án quan trọng và cần thành lập một nhóm làm việc gồm 3 người từ đội ngũ nhân viên Nam, An, Bình, Chi, Dũng, Hùng. Bạn cần biết có bao nhiêu cách để chọn ra các nhóm làm việc này. Rồi, đây là bài toán đơn giản. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? Áp dụng công thức tổ hợp vào, và chúng ta sẽ có là tổng số nhân viên là 6 và số nhân viên cần chọn trong nhóm này ra là 3. Thì chúng ta sẽ có công thức sau. Như vậy chúng ta sẽ có tổ hợp của 6, 3. Tức là chúng ta chọn 3 phần tử từ n phần tử thì chúng ta có 20 cách lựa chọn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ khác. Bạn đang phụ trách tổ chức một sự kiện công ty và cần 4 món ăn từ danh sách 10 món ăn do nhà hàng cung cấp. Bạn muốn biết có bao nhiêu cách lựa chọn 4 món ăn này để đa dạng hóa thực đơn. Và chúng ta để ý nè, chúng ta có 4 món ăn từ 10 món ăn nhà hàng cung cấp. Đây là thông tin qua để phân biệt là khi nào chúng ta sử dụng tổ hợp và khi nào chúng ta sử dụng quán dị. Nó sẽ nằm ở chỗ là thứ tự món ăn này đang không quan trọng, nghĩa là chúng ta cứ chọn ngẫu nhiên ra 4 món thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách áp dụng. Từ đây chúng ta sẽ áp dụng công thức và ra thế này, chúng ta có là sao, chọn 4 từ 3 ha, chọn 4 qua từ 10 món ăn. Chúng ta có 210 cách lựa chọn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến một bài toán phức tạp hơn. Tính xác suất trúng số độc đắc giữa vé số truyền thống và Vietlott. Một bài toán cực kỳ không? Rất là ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thường thắc mắc là bây giờ chúng tôi mua một vé số truyền thống thì chúng ta có khả năng trúng, và Vietlott thì khả năng trúng là như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta đi vào một bài toán cách giải. Đầu tiên, vé số truyền thống thì có 6 chữ số, mỗi chữ số là từ 1, số từ 0 đến 9. Như vậy chúng ta sẽ tính xem coi là xác suất trúng là như thế nào. Đây là một bài toán đơn giản và nó thực tế chỉ là sử dụng là cách thực hiện là đếm mà thôi. Chúng ta đếm coi là từ vé số truyền thống của chúng ta thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách, và cách giải bài toán này thì bằng phương pháp là sao? Chúng ta đếm xem coi là nó như thế nào. Đó, bài toán đếm. Chúng ta bấm vào, chúng ta có là 1 triệu số như vậy, 1 triệu số như vậy. Chúng ta thấy không ạ? Cách thức cực kỳ dễ. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính xác suất của Vietlott. Ví dụ Vietlott Mega 645 thì chúng ta có 6 số từ tập hợp 1 đến 45 số. Và lưu ý, ở đây thứ tự số đang không quan trọng theo quy định của Vietlott. Có nghĩa là
số 1 trước hay số 2 trước nó không quan trọng. Nó chỉ quan trọng là chúng ta có nguyên một cái tập hợp 6 số đó thôi. Nên chúng ta sẽ không làm bài toán vắn vị, mà chúng ta sẽ làm bài toán là sao? Tổ hợp. Tổ hợp như vậy chúng ta sẽ có công thức, và công thức chúng ta áp dụng công thức và chúng ta tính ra, và cuối cùng đó là 11.300.30.3177 trường hợp như vậy cho tập hợp là sao? 45 tổ hợp số này cho. Được chưa? Và chúng ta sẽ tính ra xác suất. Và một cái là 1 trên 1 triệu và một cái là 1 trên 11 triệu hơn. Như vậy rõ ràng để chúng diệt lót mà mega 645 và chúng vé số truyền thống thì sao? Việc lót sẽ có tỷ lệ xác suất trúng không? Thấp hơn 11 lần so với vé số truyền thống. Vé số truyền thống, mình có thấy không ạ? Và tất nhiên cũng lưu ý các bạn rằng khi chúng ta tính xác suất như thế này thì các bạn sẽ đặt câu hỏi, à như vậy là vé số truyền thống phải sổ 11 lần thì mấy có một lần trúng việc lót? Thì đúng là về mặt thực tế và về mặt xác suất thì nó sẽ là như vậy. Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng xác suất thì vẫn là xác suất, khả năng xảy ra nó khó khác với bất khả thi. Tức là mặc dù nó khó xảy ra nhưng nó đã có xác suất xảy ra, có nghĩa là sao ạ? Nó hoàn toàn có thể xảy ra so với cái việc mà bất khả thi. Chúng ta lưu ý điểm này khi mà chúng ta thực hiện các bài toán xác suất thống kê. Ví dụ chẳng hạn như là xác suất là có sự sống trong vũ trụ này, nó là 1 trên là sao cả trăm tỷ. Tuy nhiên chỉ có khả năng là có sự sống trong cái vũ trụ này ngoài trái đất không? Tất nhiên là hoàn toàn có. Tại vì khi mà nhân số đó lên tổng số mà hành tinh tương ứng thì nó sẽ ra một con số rất lớn. Chúng ta lưu ý các cái điểm đó khi mà chúng ta giải các bài toán về xác suất, và chúng ta ứng dụng các bài toán xác suất vào thực tế. Rồi chúng ta sẽ đi đến một bài toán phức tạp hơn so với cái bài toán mà vé số này. Đây, chúng ta sẽ có công ty bạn có 10 chiến lược marketing tiềm năng để triển khai trong năm tới, nhưng do ngân sách hạn chế bạn chỉ được chọn 4 chiến lược để thực hiện. Tuy nhiên trong số chiến lược này có 3 chiến lược đặc biệt và ưu tiên cao, gọi là chiến lược ABC, và phải đảm bảo rằng ít nhất một trong 3 chiến lược này phải được lựa chọn. Như vậy bạn muốn có bao nhiêu cách lựa chọn trong 4 chiến lược trong 4 chiến này, với điều kiện ít nhất một trong 3 chiến lược ưu tiên cao phải được chọn. Thì bước đầu tiên chúng ta cứ tính tổng cách chọn trong 4 chiến lược trong 10 mà không có ràng buộc gì cả, và chúng ta áp dụng công thức, nó sẽ là 210 chiến lược. Bước tiếp theo để giải quyết bài toán này thì chúng ta phải tính cách 4 chiến lược mà không có chiến lược nào lựa chọn trong 3 chiến lược ABC. Tức là bây giờ chúng ta phải loại ABC ra luôn. Đó, loại ABC luôn. Và chúng ta sẽ tính như vậy. Chúng ta sẽ chọn số 4 chiến lược từ 7 chiến lược mà không bao gồm ABC. Thì như vậy chúng ta áp dụng ra thì nó có là 35 chiến lược. Và bước cuối cùng là chúng ta sao? Giải quyết bài toán là chọn ít nhất một chiến lược ưu tiên cao ABC, trong đó là sao có ít nhất là ABC tồn tại, đúng không ạ? Và chúng ta lấy là 210 trường hợp và chúng ta trừ đi 35 trường hợp không tồn tại ABC trong nó, thì chúng ta tổng cộng có 175 trường hợp chiến lược có thể thực hiện cho trong thời gian sắp tới. Như vậy chúng ta thấy rằng là bài toán tổ hợp thì rất là đơn giản, và chúng ta quan trọng là chúng ta phải phân biệt được là thứ tự trong cái bài toán đó có quan trọng hay không. Nếu thứ tự quan trọng thì nó là bài toán quán vị, nhưng nếu thứ tự không quan trọng thì nó là bài toán tổ hợp. Thì trên đây là hướng dẫn của mình về cách thức mà chúng ta ứng dụng tổ hợp và giải bài toán tổ hợp một cách đơn giản. Hẹn các bạn vào các cái buổi nội dung sau, và hy vọng rằng các việc này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về xác suất thống kê. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.